Mua về. Nông thôn Việt Nam. Đúng rồi. Ok. Yes. Hello. Không đi nổi à? Đây rồi, sắp đến nhà rồi, bao cổng nữa thôi. Cần phải mua. Tăng lên. Chào bà. Chào bà. Tiếp tới chưa? Đây, nhà lục sụp đây nhất. Ào, cá. Cá? Cá. Hello. Chào anh. Xe không vào được. Không. Mất điện. Qua cháy mẹ trạm. Cháy trạm như thế. Cháy đầu. Anh đi ngồi nước. Có đang không? Tuyến rồi, xe không vào nổi tuyến đông. Tuyến nào? Tuyến ba nữa. Lúc rông qua đấy. Lúc nào chị về mất điện nhỉ? Chiều qua rông ở đây cái là sét nó đánh cái là mất điện nào quá. Em. Mất điện nóng quá. Cho chị cái quạt nhỏ nhỏ như này.
Phá ra cái quạt đấy cho mình ơi. Hi thì chi nam đấy. Cái giống thôi đấy. Nhà tao về nhà tao chơi đi, có coi cái tủ lạnh to lắm. Bé này nó đang Sài Gòn đấy. Thôi, không có điện như này là không ở được.